2,4 cân với cả mấy cái chỗ đấy nữa là tất cả 30. Sao ít thế chú? Thế thôi, chai với lọ chúng mày toàn để nước ở bên trong thôi. Này, chú gửi tiền. Chú xin. Sau có gì bán gọi chú nhá. Vâng. Hộ chú tay. Anh chị ơi, tiền này mình vẫn đủ mua bim bim. Nếu mà muốn ăn nhiều mà rẻ hơn thì mình mua ngô cay. Được đấy, 20 một gói ngô cay to. Còn 10.000 thì mình sẽ mua nước xong rồi đổ thêm đá vào. Thôi, tao không ăn đâu. Hôm ấy chúng mày cho tao xin lại cái phần tiền của tao được không? Quỳnh ơi, cậu sao thế? Nếu mà cậu không thích ăn ngô cay thì mình mua cái khác đi. Này, hay là bạn chê ít? Nếu mà bạn chê ít ấy, thì mình sẵn sàng ăn ít lại để cho bạn ăn nhiều. Không phải, là tao để dành tiền để giúp một người bạn của tao. Tiền mua đồ ăn, nó ăn cho no bụng còn chả có ấy. Tao không lỡ ăn vặt, ăn chơi ăn bời gì hết. Bạn chị á, chị Quỳnh, bạn chị ở đâu? Bị sao mà lại khó khăn như vậy? Chị nói ra đi, biết đâu bọn em giúp được thì bọn em sẽ giúp. Bạn mày à? Bạn mày là đứa nào? Mày cứ nói ra đi. Bọn tao giúp cùng. Một mình mày giúp làm sao mà xuể được. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chả hơn 1 à? Nói ra. Nó tên là Phanh. Chứ người nào tên Phanh? Phanh xe đạp à? Hay Phanh xe máy? Hay Phanh thầy? Tào lao. Nó tên là Phanh. Mẹ nó mất sớm. Giúp. Không nói nhiều nhá. Chỉ cần nghe thấy mẹ mất sớm thôi là tao biết nó đã khổ rồi. Chốt giúp. Không, nó còn khổ hơn thế cơ. Bố nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Khối u nó hành cho còn không thở được ấy. Bây giờ đặt đâu thì nằm đấy. Nhà cửa thì bán hết, họ hàng thì hắt hủi bởi vì sợ vay tiền. Bây giờ hai bố con nó đang ở gầm cầu gần trường mình ấy. Bình thường là đi nhặt ve chai để kiếm sống. Nhưng mà hôm nọ bị bọn đầu gấu đánh cho què một chân. Bây giờ không đi nhặt ve chai được nữa. Hôm tao ra quán nét, thế là tao thấy nó đang lục thùng rác ấy. Tao thấy thương quá nên tao cho nó cái bánh. Sao trên đời lại có người khổ cùng cực như thế nhở? Đi, mày đưa bọn tao đến gặp nó đi. Không được đâu, cái thằng ấy nó nhát lắm. Tao cho nó cái bánh ấy, mãi nó mới nhận ấy. Anh chị ơi, hay là mình góp tiền vào nhờ chị Quỳnh giúp đỡ anh đấy đi. Chị Quỳnh ơi, anh em thì không có nhiều tiền đâu. Nhưng mà chắc cũng có gần 500.000 đấy. Mày lấy đâu ra gần 500 đấy? Em thì có 30, anh thì có hơn 400.000 tiền bán tài khoản game còn gì. Anh giấu ở trong cái túi quần bò ở trong góc tủ ấy. Ôi dồi, mày cũng biết tường tận như thế luôn á? Cái bài kiểm tra điểm kém của anh giấu kỹ hơn em còn biết nữa là. Ôi dồi, tiền sư mày. Thôi, thằng Hiếu nó không thích thì thôi. Cái Thảo đừng có ép nó. Thằng Phanh nó là bạn tao. Nếu như chúng mày giúp được thì đấy là phúc của nó. Còn nếu như không giúp được thì tao cũng không trách chúng mày đâu. Khổ quá, tao giúp. Tao bảo tao giúp là tao giúp. Lá lành đùm lá rách. Đợi tao một tí. Đấy, đây là tiền của tao với tiền của cái Thảo luôn đấy. Mày xem nó thích cái gì thì mua cho nó. Anh Hiếu, sao anh biết tiền em cất ở đâu? Trời ơi, này, mấy cái thư mày viết gửi các oppa Hàn Quốc tao còn biết mày giấu ở đâu cơ. Đừng nói là mấy cái đồng tiền này, được chưa? Cái gì nhỉ? Các oppa à, các oppa đợi em lớn lên rồi em bảo bố em sang hỏi cưới các oppa nhá. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà. Sáng dậy này em sẽ quét sân, còn các oppa sẽ nấu cám cho lợn ăn, rồi là tưới lan. Anh Hiếu nhá, em cấu chết anh. Cái con này tiếp này. Quỳnh ơi, bây giờ đi vào nhà tớ đi. Tớ sẽ đập lợn của tớ ra, lấy tiền đưa cho cậu. Gì chứ, riêng việc giúp đỡ người khác này, bố tớ ủng hộ lắm. Đi. tôi rất trân trọng sự hy sinh của bạn Lợi. Cảm ơn bạn vì đã hy sinh bản thân mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn bạn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi đến với cuộc đời này. Xong, đập đi. Mấy đứa cứ chơi đi. Chú vừa nghe cái Tuyến kể chuyện ở ngoài sân ấy. Đợi chú tí nhá. Vâng ạ. Chị Tuyến ơi, chú chị á, nhìn lạ thế. Chú chị đấy, chú chị ở Huế về chơi mấy hôm. Chú chị dễ tính lắm, mọi người yên tâm. Chị đến nốt tiền á. Được gần 2 triệu. Hơi ít, nhưng chắc là cũng giúp được bạn ấy phần nào Quỳnh ạ. Cảm ơn mày nhiều nhá. Tao sẽ nói thật rõ với bạn tao là chúng mày tốt bụng thế nào. Thì nha. À, chú ạ. Này, chú góp thêm cho mấy đứa. Ở đây hiện tại thì chú không có nhiều tiền. Chỗ này có một chút tấm lòng. Chuyển cho bạn giúp chú nhá. Chú ơi, cái này cháu... Đừng ngại, chú cũng thích giúp đỡ người khác lắm. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn chú ạ, cháu cảm ơn mọi người ạ. Các cháu ở đây chơi nhá, chú ra ngoài có tí việc. Vâng, thế là chú ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu cảm ơn ạ. Này, mày đem cho nó giúp tao, bảo là nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe chân đi. Xong rồi bao giờ khỏi chân ấy thì sang gặp tao. Tao bảo bố tao tìm cho công việc mà kiếm thêm thu nhập. Ôi thôi Tuấn ơi, xinh gái quá Tuấn ơi. Ô, thế nhưng mà Tuấn, mày đưa nó toàn tiền đô thế này, nó đổi thế nào mà nó tiêu kiểu gì? Tự khắc đổi được chứ, mày yên tâm. Thôi được rồi, cầm mang sang cho Phanh đi cho nó sớm. Anh Hiếu ơi, chính ra nhà mình là đóng góp ít nhất đấy anh nhỉ? Nhà mình nghèo không có nhiều tiền, thế nhưng mà giàu tình cảm, mày hiểu không? À, tao có cái này, mai chúng mày khác biết. Thôi đi đi. Mặc dù tao không đông tiền như nhà chúng mày, thế nhưng mà được cái tình cảm dạt dào, rồi nhá. Bạn cái Quỳnh nó ốm, bố bạn cái Quỳnh cũng ốm. Thôi thì nhân cái cơ hội mà tao học lỏm được trên mạng cái món canh gà cầu vồng, thì tao sẽ nấu được cái Quỳnh mang sang bên đấy nhá. Cái này vừa ngon vừa bổ. Anh Hiếu ơi, xong rồi anh cho em pet nồi nhá. Nghe cái canh gà cầu vồng lạ thế, em chưa được ăn bao giờ. Thì nó là cái canh gà hầm nấm, canh gà ngũ sắc ấy. Được đấy, cậu nấu đi. Rồi, nấu nhá. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình ẩm thực đồng quê của Hiếu Hoàn Hảo. Ngày hôm nay Hiếu sẽ làm món canh gà ngũ sắc. Đấy. Ở đây thì chúng ta cần chuẩn bị là một con gà đã chặt này. Đấy, chặt miếng như này, ngô ngọt, cà rốt, súp lơ, nấm hương, củ sen, hạt sen, táo đỏ, hành lá này, rau mùi và hành tím nhá. Nào, cái tay. Rồi. Cho một quả nhá, ăn nhiều chỉ mong cam. Xin. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái công đoạn gọi là ướp gà. Chúng ta sẽ cho vào đây là hạt nêm này, hành tím, hạt tiêu, trộn đều lên và ướp trong vòng 10 phút. Ok. Rồi, để đây nhá. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ lấy hành tím và cái phần trắng của hành lá phi thơm lên. Ok. Rồi, cái món này mà ăn vào một phát khéo khỏi ốm luôn đấy nhở. Toàn đồ bổ thế này cơ mà. Cái này ấy, một phần là tao hái ngoài vườn, một phần là tao xin từ mấy cái thang thuốc bắc của bố tao mà. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ đổ gà vào và đảo sắt lại nhá. Các bạn ạ, sau khi mà chúng ta đảo gà săn lại rồi ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nồi này, chuyển gà sang nồi này. Chúng ta sẽ cho một chút nước vào này, rồi là củ sen, hạt sen và ngô vào và hầm nhá. Rồi, chờ thôi. Rồi, sau khi mà hầm được một lúc rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho vào đây là cà rốt này, nấm hương và táo đỏ. Nêm đến thêm một chút gia vị là đường, nước mắm và hạt nêm nhá. Rồi hầm thêm một chút nữa để cho mềm gà, ok? Đấy, gà mềm rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thả súp lơ vào nhá. Đợi đến khi nào mà súp lơ chín ấy, thì chúng ta sẽ thả hành và rau mùi vào là ăn được. Rồi, bây giờ múc ra đây nhá. Đấy, bây giờ cái nồi này mày mang sang cho hai bố con thằng Phanh ăn đi nhá. Chúng mày tốt thật đấy. Ừ, quá có cái gì đâu. Bạn mày thì cũng là bạn bọn tao. Khi nào mà nó khỏi ấy, mày rủ nó sang đây chơi cùng bọn mình nhá. À. Rồi, thôi đi đi cả canh nguội. À, tao đi đây. Đi đi mà, đi đi. Tao đi bây giờ mà, nhưng mà thấy thiếu cái gì ấy, vẫn chưa đi được ấy. Dài đây, quên đấy. Được rồi. Đây, tao múc cho mày một bát trước nha. Ăn xong rồi đi. Này, cho miếng đùi này. Nói luôn là chưa được ăn nên là chưa đi, đi lại còn. Mà chúng mày ơi, bọn mình cũng ăn đi nhỉ. Rồi, rồi. Tao. Ngon quá anh Hiếu ơi. Ôi, thanh, ngọt, không ngấy, không ngán. Đang ốm, ăn vào là khỏe luôn thật đấy. Cứ khen thừa. Ngon quá. Xong rồi. Thôi tao đi đây, mang luôn đi cho nó nóng. Tao thay mặt thằng Phanh cảm ơn chúng mày nhá. Đi thận nhá. Ok, đi nha. Ngon nhé. Này, thế này mà có tí bún nữa thì ngon nhỉ? Nước ngọt thế này cơ mà. Cơm cũng được. Cái này ăn nhiều chắc không béo đâu. Vì toàn rau củ quả thế này thôi mà. Ngon quá anh Hiếu ơi. Ngon thế này mà bây giờ anh Hiếu mới nấu. Lúc em ốm thì chả thấy nấu. Nấu mà có ăn đâu, nấu phí à? Thì giờ em mới biết anh nấu được món này. Anh Hiếu ơi, mai em ốm anh nấu cho em 2 nồi ăn cho mỡ nhé. Chứ con này gõ mồm tay cốc cà phát bây giờ. Ăn hết chỗ này đi. Mai tao nấu cho ăn tiếp, không cần phải ốm nha. Anh trai em quá là tuyệt vời. Chúng mày thấy không? Có ăn cái dẻo mồm lắm. Chào mấy đứa. Chú cháu chú ạ. Chú Kiên, chú đi đâu đấy ạ? Chú đi tìm mấy đứa đây. Hôm qua đi họp lớp, chú nói chuyện về trường hợp bạn của mấy đứa. Nhiều người thương lắm. Họ nhờ chú gửi quà đây này, cả tiền đây nữa. Có người còn bảo sẽ cho hai bố con thằng bé đấy mượn nhà để ở nhờ nữa cơ. Đi, mấy đứa đưa chú sang chỗ thằng bé, trao quà cho nó phấn khởi. Uầy, Chú không đến sớm, cái Quỳnh nó vừa đi rồi chú ạ. Này, tao thấy con Quỳnh bảo là thằng Phanh nó ở dưới gầm cầu gần trường mình ấy. Bây giờ mình ra tìm kiểu gì chả thấy. Dọn đi, chứ để con Quỳnh nó ra đấy một mình tao không yên tâm. Chỗ đấy nhiều đầu gấu lắm. Thằng Phanh nó đã bị đánh cho què một chân rồi. Con Quỳnh thì như con nhái. Khéo con Quỳnh ra đấy nó bị đánh cho liệt tứ chi cũng nên đấy chứ. Chú ơi, thế chú đợi bọn cháu dọn qua một chút rồi chú cháu mình đi ạ. Ừ, các cháu dọn đi. Dạ vâng. Rồi dọn đi. Ô, con này, sao đấy? Bạn mày đâu? Quỳnh ơi, chú Kiên của tớ đã kêu gọi được rất nhiều người giúp đỡ Phanh bạn cậu rồi đấy. À, có người còn bảo là cho bố con nhà Phanh mượn nhà để ở nữa cơ. Ừ. Chắc là bố nó không đợi được đến lúc chuyển vào nhà mới đâu. Chú ơi, cháu cảm ơn chú nhưng mà số thằng bạn cháu không được hưởng rồi. Bố nó vừa ngất lịm đi, xe ôm đưa hai bố con nó lên viện rồi chú à. Lần này cháu sợ. Cái mồm, chắc là không sao đâu. Thế bố nó được đưa đến viện nào rồi? Bây giờ mình lên mình còn đưa quà nữa chứ. Giờ là lúc cần nhất sự giúp đỡ đây này. Tao không biết nữa, nhưng chắc là đưa vào viện gần nhất thôi. Mà bây giờ bọn mình đi đông thế này làm gì mà người ta cho vào. Chú ơi, cháu cầm cho ạ. Quỳnh ơi, hay là cậu cầm chỗ quà này vào viện đi. Ừ, cháu cầm cả cái này nữa. Nhờ cháu cả nhé. Cháu cảm ơn mọi người ạ. Thế để cháu đến viện, cháu tìm xem nó ở đâu, rồi cháu gửi cho nó ạ. Thôi được rồi, mày đi nhanh đi, nói nhiều quá. Tao đi đây. Ừ. Cháu chào chú ạ. Đi đi. Đi cẩn thận đấy nhá. Ừ. Có gì gọi báo bọn tao nhá. Biết rồi. Tao đi nhá. Ừ. Đây rồi. Đây không phải là mình làm gì có lỗi với nó, mà là mình thử xem nó có yêu đương nhăng nhít hay không, hay là nó có bị cái gì mà nó giấu hay không. Mình đọc để mình còn kịp thời giúp đỡ, hiểu không? Chứ không phải làm gì có lỗi cả. Dài ấy, để còn tận mắt thấy long tù béo quá bục đít quần, xong về phải rửa mắt bằng nước muối nó mới chết chị. Xem nào. Trên đời này có phép màu thật. Mình cùng các anh chị đã giúp đỡ anh Phanh, bạn chị Quỳnh. Mặc dù chưa gặp anh ấy nhưng đã cảm thấy rất quý anh ấy rồi. Chia sẻ, giúp đỡ người khác đúng là một phép màu. Thực sự có phép màu. Tận mắt mình đã thấy chị Quỳnh đi chơi cùng với anh Phanh. Anh Phanh sau khi ăn canh gà cầu vòng do anh Hiếu nấu đã khỏi chân, chạy rất nhanh. Phép màu khiến bố anh Phanh khỏi ung thư. Anh Phanh bảo với chị Quỳnh hôm qua bố anh ấy đi uống rượu về khuya, còn mua đồ ăn cho anh ấy. Thật là kỳ diệu. Thật là kỳ diệu. Ô, phép màu lạ lạ nhỉ. Thảo ơi! Thảo! Nếu mà sự thật như thế thì con Quỳnh không thể chấp nhận được. Không phải đâu, việc làm của mình tạo ra phép màu đấy anh chị ạ. Mày tổ nó vừa thôi. Đến khoa học y học còn không chữa nổi ung thư giai đoạn cuối, nói gì đến mấy phần quà bọn mình. Với lại cái canh gà của tao mà chữa được ấy, cô bà tao nổi tiếng lâu rồi, thần dược mà chữa được. Chắc chắn là con Quỳnh nó dắt mũi bọn mình rồi. Chán thật đấy. Làm cả chú Kiên nhà mình cũng bị lừa. Phải lấy lại tiền và cho Quỳnh với tên Phanh xe đạp kia một bài học mới được. Hiếu ơi, xe con Quỳnh ở đây. Hay là... Trời ơi, đi chơi net dính ơi, Nguyệt mất xe rồi. Ôi trời ơi, làm sao đây? Con em về tao hỏng người rồi, mất xe rồi. Ôi trời ơi, thế bây giờ làm nào? Cứ về, tìm đại một lý do nào đấy, hiểu không? Đi về. Ôi trời ơi. Cô chú ơi. À, Cháu mang xe về hộ cái Quỳnh à. Cháu thấy nó ở quán nét nó đang chơi hàng qua, cháu sợ mất nên dắt về hộ cho nó. Cô chú cứ cất kín kín đi, xem về nó bảo thế nào ạ. Vâng, cháu về đây. Ui, kìa kìa kìa, chú nó vây kìa. Bố ơi, con với thằng Phương Anh đến thư viện học thì mất xe bố ạ. Dạ, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi bác ạ. Lần sau cháu sẽ bảo Quỳnh cẩn thận hơn. Bố ơi, xe của con ơi. Bố bình tĩnh bố ơi. Bố ơi. Ôi ôi bác ơi, bác bình tĩnh. Chạy đấy. Bố gì bố. Ui giời. Ui giời ơi. Ô Quỳnh ơi. Xe mày về trước mà sao bố mẹ mày lại biết mình đi chơi nét nhở? Tao mách đấy. Thì ra là con lợn nhựa này à? Phanh chính là Phương Anh. Hello mày, lâu lắm mới gặp đấy nhờ. Xin chào, hello Quỳnh. Mày có coi bọn tao là bạn không? Tao xin lỗi. Đúng rồi, thằng này nó xui tao ấy. Ôi giời, mày ép tao ấy chứ mày... Thì tóm lại là như nào? Là... Ôi, năn nỉ muốn cạn cả nước bọt. Thằng Long Tổ nó mới cho mượn cái ống nhòm này. Thằng nó kiệt thật đấy. Có cái này rồi tha hồ mà ngắm trai đẹp. Ê, mày ở đâu ra? Mày thích gì hả? Con gái con nữa vẫn cục như cái máy xúc, nên là tràn đời. Phương Anh, mày à? Về từ khi nào đấy? Ây à, bạn tôi rồi lại đẹp trai ra này, bớt lợn rồi này. Ôi giời ơi, quý quá đấy. Vẫn nhận ra tao cơ à? Chả không à. Này, từ khi mày sang nước ngoài thăm ông bà đến giờ, không một ngày nào tao ngừng nhớ về mày. Ôi trời ơi, thế là mày yêu tao à? Yêu thế không, tao nhớ mày là bởi vì mày nợ tao quá nhiều tiền nhá. 5 cốc trà sữa này, 2 bát bún riêu, 10 bịch bánh tráng, với lại 2 hộp chân gà, với thêm cái ống nhỏ của thằng Long Tù này nữa là vị chi 5 triệu sạc Việt. Ồ, con này mày bị điên à? Long Tù ơi, cái Quỳnh nó làm xương ống nhỏ của mày rồi này. Ô, đi xương mày cái đằng này. Không phải đâu Long Tù ơi, tao không làm xương đâu, nó điêu ấy. Sang tuần tao trả mày nhá. Ôi giời ơi, chết rồi. Cái thằng này vừa quay lại đã ám tao rồi. Mày đứng lại, thằng kia. Mày láo mày quá láo. Mày quên tao là ai và mày là ai rồi à? Hả? Láo. Quỳnh, tao xin mày đấy. Ôi dồi ôi. Xin không mà được à? Hả? Bây giờ tao lấy đâu ra tiền để đền cho thằng Long Tổ đây hả? Cái này đắt tiền lắm đấy. Mày phải đền tiền cho tao. Thì tao muốn đền. Nhưng mà cái ví của tao nó không muốn đền đâu. Sao thế? Thế nó có tiền đâu. Làm gì có tiền mà đền. Quỳnh ơi, Quỳnh. Không cởi chó cho tao à? Tao kệ mày nhá, cho mày ở đấy. Ngày thì kiến tốt, còn đêm ấy. Ui, sẽ có người đến chơi với mày. Ôi, Quỳnh ơi, Quỳnh. Tao không có tiền, nhưng mà tao có cách. Cách gì? Thì đi vào đây nó nói thầm. Đi. Thế à? Chúng mày có biết là bao nhiêu tiền là đủ lên phường không? 2 triệu nhá. Chúng mày thì nhớ lại xem chúng mày lừa của mọi người bao tiền rồi. Chúng mày đủ 18 rồi đấy. Giờ về dọn quần áo lên phường nhé, đi bóc lịch. Thôi. Tao xin lỗi. Tao nói thật nhá, là từ lúc tao cầm số tiền ấy đến bây giờ, tao chỉ đền cho thằng Long Tù đúng cái ống nhòm thôi. Số tiền còn lại tao vẫn cất ở trong nhà ấy. Tại vì tao thấy áy náy, tao không dám tiêu. Bây giờ chúng mày cho tao vào, tao lấy tiền, tao trả chúng mày luôn. Bố mẹ tao đánh tao cũng vào lấy nữa. Chúng mày bỏ qua cho tao nhá, tao thấy hối hận lắm rồi. Thế không trả đi thì lấy cái tiền đấy để chơi nét à? Không phải. Cho tao xin lỗi mà. Thật ra tao định nói sự thật với chúng mày mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà tao không đủ dũng cảm để nói. Tao chỉ định là có tiền đền cho thằng Long Tù thôi, nhưng mà bị cuốn theo nên thành ra thế này. Chúng mày cho tao một cơ hội nhá. Tao cũng cùng ý kiến phát biểu như ý Quỳnh. Mới về mà đã chào chúng mày bằng một màn lừa lọc thế này thì tao thực sự rất nhục. Không biết nói gì ngoài câu tôi xin lỗi, I am sorry. May là cậu chưa tiêu hết tiền đấy. Ít ra cậu còn có lương tâm. Vào lấy tiền trả cho bọn tớ đi. Để tao vào lấy. Nhưng mà thiếu gần 1 triệu ấy. Tại tao đền ống nhòm cho thằng Long Tù rồi. Đập lợn ra mà giả nha. Bọn tao không tính lãi là may đấy. Xong cái chỗ đấy là hết nợ mọi người. Ok. Thế nhưng mà còn nợ tình cảm, liệu mà trả, có mà trả hết đời cũng không trả hết đâu nhá. Được. Ơn này của chúng mày không bao giờ tao quên. Tao hứa sẽ làm lại cuộc đời. Thằng này, đi vào trong nhà với tao để cho bố mẹ tao đánh cùng, đi. Ôi giời ơi, Quỳnh ơi! Tao xin mày Quỳnh ơi! Ôi giời ơi, chưa đến nhà, ơi giời ơi!